Một trong những trận đấu được chờ đợi bởi đội bóng được coi là giàu tham vọng như tờ Prime Bình Định sẽ có thể làm gì trước một câu lạc bộ Nam Định trong suốt những năm vừa qua, kể từ khi họ trở lại với V-League thì chưa bao giờ đánh giá cao trong những trận đấu trên sân khách. Không phải là không có những cơ hội, nhưng ở những nhịp quan trọng nhất, những đường truyền kiến tạo và những pha dứt điểm thì cầu thủ tờ Prime Bình Định lại làm không tốt. Rất nguy hiểm, vẫn còn. Pha bóng lộn xộn trước khung thành của thủ môn Trần Đình Minh Hoàng. Henrio và Lê Tiến Anh đang đứng trước bóng, nhưng trọng tài Đình Thái còn đang phải nhắc nhở với các cầu thủ ở trong khu vực 16m50 với những tướng va chạm, đó là Tấn Tài và Trung Hiếu. Lê Tiến Anh, đó là một cú đá lăn, quyết định khá táo bạo của Lê Tiến Anh. Số 11 tiếp tục là người sẽ thực hiện quả đá phạt góc này. Trong tình huống vừa rồi thì thủ môn Hồ Văn Tú đã lựa chọn giải pháp an toàn. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú chào bóng thẳng về khung thành của câu lạc bộ Nam Định. Đó là Đình Sơn. Hoàng Xuân Tân đường vào khá nguy hiểm và suýt chút nữa thì đã có một tình huống đá phản lý nhỉ. Cội vẫn còn cho đội bóng áo vàng, không cho ai cả. Cú chào bóng là của Henrio. Cú ra chân rất nhanh của Sơn Mỹ Linh, hai cú đá liên tiếp và đây là cú đá thứ ba. Adriano Smith chưa đủ mạnh, chưa đủ khó để có thể mang về bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ Bình Định. Chúng ta hãy cùng xem lại cú đá vừa rồi của Adriano Smith. Trước đó là hai nhịp dứt điểm. Trong ngày hôm nay với sự vắng mặt của hậu vệ Mạnh Hùng thì vai trò của Trung Hiếu đang trở nên vô cùng quan trọng. Căng ngang Marcio. Marcio bị bốn cầu thủ của Top Lane mình áp sát. Đánh đâu? Vẫn là một lối chơi mà hàng tấn công của Nam Định phụ thuộc rất nhiều vào các ngoại binh của họ, những người mà cho tới thời điểm này có khả năng độc lập tác chiến. Và chỉ cần họ phối hợp với nhau, bộ đôi này tìm thấy nhau tốt hơn nữa thì nói không hoa, họ có thể gánh tới 50% sức mạnh hàng tấn công của đội bóng áo vàng. Cầu xử lý không tốt, Lý Công Anh hết sức khẩn trương. Một trận đấu sân nhà và Top Lane Định thì chưa có một thắng lợi nào ở mùa giải năm nay trên sân đấu này. Mạc Hồng Quân, đây là Joe Billing. Hồ Tấn Tài treo bóng khá hay, cú nhỏ trên tuần vào chân trái. Henrio, đó là một pha dứt điểm đẳng cấp của Henrio. Và đó là một pha phối hợp thực sự hay của các cầu thủ chủ nhà Top Lane Bình Định. Tỷ số là 1-0 dành cho đội bóng của huấn luyện viên Đức Thắng. Cú đá nửa này rất tốt. Top Lane Bình Định vừa có bàn thắng thứ 8 ở mùa giải năm nay. Và đối với cá nhân Henrio thì đây cũng là bàn thắng thứ 2 cho cá nhân anh mùa này. Rõ ràng là sau khi hiệp 2 bắt đầu, mọi thứ đã trở nên tốt đẹp hơn đối với các cầu thủ Top Lane Bình Định. Nhưng vừa rồi có lẽ là pha phối hợp rõ nét, hiệu quả và ăn ý nhất của họ kể từ đầu trận. Hồ Tấn Tài và cú nhả bóng của Hà Đức Trinh, tình huống dứt điểm đập đất của Henrio, và cuối cùng đó là bàn thắng cho đội chủ sân Quy Nhơn. Ngay lập tức sau khi vào sân, Hà Đức Trinh đã để lại dấu ấn. Một tình huống nhả bóng chiến thuật có thể nói là cực hay. Họ có một lối chơi phòng ngự chắc chắn, kiểm tỏa được các ngoại binh của câu lạc bộ Top Lane Định. Và đây là cơ hội thứ hai dành cho đội chủ nhà. Không có bàn
bàn thắng dành cho Top Lan Bình Định. Thực sự là vô cùng khó hiểu. Lẽ ra đó phải là bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0. Quá đáng tiếc. Hồ Tấn Tài đã có được khoảng trống và anh có đường chuyền ngang vô cùng thuận lợi. Cả Trương Minh Linh và Lý Công Hoàng Anh đã băng vào, nhưng cú đá cuối cùng của Lý Công Hoàng Anh bóng lại đi ra bên ngoài khung thành. Mọi thứ đã được Hồ Tấn Tài xử lý rất tốt trước đó. Quá đáng tiếc cho Lý Công Hoàng Anh. Nếu như vừa rồi là bàn thắng thì mọi thứ sẽ trở nên cực kỳ yên tâm đối với đội chủ nhà Top Lane Bình Định. Đánh đầu! 2-0! Hồ Tấn Tài và Top Lane Bình Định đã nhân đôi cách biệt. Một tình huống phối hợp đá phạt góc hướng về phía cột xa. Và trong phóng vừa rồi thì thủ môn Hồ Văn Tú của câu lạc bộ Nam Định đã mắc sai lầm khi chọn điểm rơi thiếu chính xác. Tỷ số là 2-0. Ngay sau khi mà Lý Công Hoàng Anh bỏ lỡ cơ hội thì Hồ Tấn Tài từ tình huống phạt góc sau đó đã sửa sai cho đồng đội. Anh đã mang về cho Top Lane Bình Định một lợi thế dẫn trước có thể nói là cực kỳ chắc chắn. Phút thứ 70, Top Lane Bình Định đã có bàn thắng thứ hai. Họ đang củng cố cho mục tiêu giành trận thắng đầu tiên trên sân nhà mùa giải năm nay. Nhưng mà có thể nói là vô cùng thất vọng của thủ môn Hồ Văn Tú. Anh đã xử lý hỏng ở pha bóng này. Phán đoán điểm rơi không tốt, có thể nói là rất thiếu kinh nghiệm cho pha xử lý vừa rồi. Cánh trái là Đoàn Thanh Trường. Rất nguy hiểm. Bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho câu lạc bộ Nam Định đến theo một cách vô cùng bất ngờ. Một vòng tưởng chừng nhưng là không có quá nhiều sự nguy hiểm. Và hy vọng đang được nhen nhóm lên cho đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Các cổ động viên của Nam Định lần đầu tiên có cơ hội ăn mừng ở trận đấu ngày hôm nay. Sẽ còn 10 phút nữa dành cho những nỗ lực của họ. Khi mà mọi thứ đang rất an toàn với Top Lane Bình Định thì chỉ cần mất tập trung một chút thôi là mọi thứ thay đổi. Đây là pha đường vào của Đoàn Thanh Trường. Không có ai theo kèm với hai bóng áo vàng. Đinh Viết Tú đã giúp cho hy vọng của Nam Định trở nên sáng sủa hơn.